Greetings, dear ones. I am Cryon. Chào các bạn, tôi là Cryon đến phục vụ cho từ trường trái đất. Tôi muốn bài giảng kinh hôm nay sẽ mang lại cho các bạn nhiều thông tin. Và tôi muốn các bạn có thể hình dung liên quan tới nó. Người cộng sự của tôi đã bước sang một bên một cách hoàn toàn và anh ta không biết chuyện gì sắp xảy ra. Tôi đã cho anh ta biết về chủ đề mà tôi có thể bàn tới ngày hôm nay, để nó không trở thành một cái điều bí ẩn. Nhưng ngoài ra, anh ta không biết gì hơn cả. Các bạn thân mến, tôi muốn làm một điều mà đôi khi sẽ rất nguy hiểm đối với logic của các bạn. Và ý của tôi là, logic của các bạn sẽ cố gắng can thiệp vào thông tin này, bởi vì nó là một thông tin rất nguy hiểm. Tôi thường không thích cho các bạn một cái danh sách, và nguyên do là bởi vì các bạn sẽ luôn khiến cho nó trở thành là có thứ bậc. Một thì quan trọng hơn là hai, hay là ngược lại. Bất cứ khi nào tôi mang tới một thông tin có thứ bậc 1, 2, 3, 4 thì luôn luôn có một xu hướng là đầu óc logic sẽ bắt đầu nghĩ rằng cái điều mà được nói ở trước thì quan trọng hơn cái điều được nói ở sau. Vì vậy, hãy để tôi hỏi các bạn, liệu tôi có bất cứ một lựa chọn nào khác hay không? Tôi không thể cho các bạn tất cả những thông tin. Đó chính là lượng tử. Vì vậy mà tôi phải đưa cho các bạn những thông tin từng cái một, và tôi đặt số cho chúng. Vì vậy nên tôi sẽ bắt đầu. Tôi muốn đưa cho các bạn một thông tin dành cho tất cả những linh hồn già và những lightworkers, về những loại lightworkers và linh hồn già có ở trên hành tinh, về những công việc mà họ đang tham gia vào là một giải pháp cho những câu đố về năng lượng mới cần được giải quyết cùng với sự kết hợp với những lightworkers khác. Và để làm được điều này, tôi phải sắp các bạn vào từng thư mục, tùy theo bạn là ai, xét theo bộ nhớ Akash của bạn và các bạn đang làm gì khi bạn có mặt ở đây. Tôi sẽ đưa cho các bạn một số cái tên để có thể xem xét. Tôi muốn các bạn hãy suy nghĩ một lúc. Mọi thứ mà tôi sắp sửa cho các bạn sẽ đi theo vòng tròn. Hãy nghĩ về một vòng tròn cùng với nhau. Một vòng tròn không phá vỡ ở xung quanh cái vòng. Đó là những khía cạnh, những con số, nếu như bạn muốn gọi như vậy. Và vì vậy nên, khi bạn đang ở trên vòng tròn, cho dù bạn có đi theo hướng nào, thì bạn cũng đang đi theo vòng tròn mà thôi. Bây giờ, ở trong cái đơn chữ kích đi theo đường thẳng mà các bạn gọi là thời gian, tôi sẽ đưa cho các bạn những điều này từng cái một. Tuy nhiên, không phải là nó sẽ quan trọng hơn cái tiếp theo, hoặc là nó ít quan trọng hơn cái ở trước. Đây là nơi mà tôi muốn các bạn bắt đầu. Để hiểu được rằng, điều mà tôi sắp sửa đưa cho các bạn, chúng không hề quan trọng hơn những cái khác. Tất cả chúng đều là giống như nhau. Tôi vừa đưa cho các bạn một thông tin, mà có thể đó là một trong những thông tin khó khăn nhất khi Thánh Linh muốn trò chuyện với con người. Cho dù đó chỉ là một con người đi chăng nữa, chúng tôi cũng chỉ có thể nói cho các bạn một điều một lúc mà thôi. Và đôi khi các bạn chỉ có lắng nghe cái điều thứ nhất và chẳng bao giờ chịu lắng nghe điều thứ hai và điều thứ ba hay thứ tư. Và sự thật của các bạn luôn luôn là cái thứ nhất mà thôi. Nhưng nếu như các bạn có thể mở rộng trái tim của mình và trí óc của mình mà lắng nghe tất cả chúng và mang tất cả chúng để nhận ra và giác ngộ ra sự thật có ở bên trong tất cả, thì bạn có thể trở thành một người khôn ngoan hơn. Nhưng con người lại có xu hướng thiên lệch và chỉ muốn nhìn mọi thứ theo một chiều mà thôi. Bởi vì các bạn sống trong chiều không gian đơn chiều. Nó tạo ra cái mà chúng tôi sẽ gọi đó là một hệ thống tâm linh trên hành tinh mà các bạn cố gắng gò ép mình vào cái mà tôi gọi đó là một mục đích duy nhất. Dù đó có là bất cứ một hệ thống tâm linh nào, hoặc là các bạn gọi là một tổ chức nào, ngay cả một tôn giáo đi chăng nữa, thì bạn cứ nhìn vào những luật lệ.
Và các bạn tùy ý sẽ gò mình vào tất cả các luật lệ mà các bạn có thể và tuân theo chúng theo cái cách tốt nhất có thể. Và các bạn cho rằng tất cả đều có cùng một mục đích như nhau. Một số trong các bạn còn mặc cùng một thứ, làm cùng một hành động, ngồi thiền cùng một chỗ, cầu nguyện tại cùng một nơi, làm điều này hay làm điều kia ở đúng một khoảng thời điểm, phải cúi người theo hướng này, hoặc là tất cả các bạn đều cùng làm một cách. Nếu các bạn xem xét bất cứ một hệ thống phức tạp nào ở trên hành tinh, hoặc ở trong vũ trụ, hoặc ở trong ngân hà, các bạn sẽ tìm thấy rất nhiều phần đang làm những việc khác nhau. Nếu các bạn nhìn vào vật lý, bạn sẽ nhìn thấy các phần khác nhau đang làm những việc khác nhau để tác động lên những năng lượng khác nhau. Và nếu như bạn nhìn vào hóa học một cách sâu sắc, thì các phần của chúng đều đang kết hợp lại để tạo ra những thứ khác. Bạn có nhìn ở đâu trong khắp tự nhiên này thì đều có những phần khác nhau. Một cái đang hỗ trợ cho cái khác ở trong chính cái hệ thống của sự sống, có oxy, có CO2 và tất cả bọn chúng đều được tạo ra từ nhiều phần đều được kết hợp để giữ cho bạn được sống sót. Điều gì sẽ xảy ra nếu như bỗng nhiên tất cả các phần đều trông giống như nhau và làm cùng một thứ? Bạn sẽ nói rằng, đây không phải là giải pháp hiệu quả đâu. Và bạn sẽ đúng đấy. Có một hệ thống rất vi tế ngay ở trước mặt các bạn về những linh hồn già. Bây giờ hãy quay lại. Các bạn đã ở đây cho một mục đích. Các linh hồn già đã thức tỉnh, nhận biết về một sự thật. Một sự thật mà không làm cho ai phải sai cả. Một sự thật sẽ giúp đỡ cho tất cả nhân loại. Và sự thật đó chính là Thượng Đế ở bên trong các bạn. Có một sự thật khác về các năng lượng ở trên hành tinh đang chuyển đổi. Và một sự thật khác về các linh hồn già, những người đã đến và đi, lại đến và đi và mang theo trí tuệ to lớn cho thời điểm này ở trên hành tinh. Và thêm một sự thật nữa, rằng các linh hồn già đều đang thức tỉnh, nhận lấy những công việc khác nhau để có thể cung cấp một giải pháp cho năng lượng mới. Vì vậy nên tôi muốn nói về những công việc khác nhau mà các bạn tuy đang sống trong một thế giới rất đơn chiều, nhưng các bạn có thể nhận ra mình ở trong đó. Vì đây là một điều rất phức tạp, vậy nên tôi sẽ cố gắng làm cho nó đơn giản. Tôi sẽ nói về 5 điều ngày hôm nay. Bây giờ, tất cả những điều tôi nói, bạn có thể phân tích sau và bạn sẽ thấy được những ý nghĩa tầng lớp của nó, đặc biệt là ở trong thần số học. Các bạn thân mến, tôi trao cho các bạn những thông tin chứa đựng những thông tin ở bên trong nó để cho các bạn có thể nghiên cứu sau, để bạn có thể nhận ra rằng còn có nhiều thông tin hơn những gì tôi nói với các bạn ở trong ngôn ngữ của người cộng sự của tôi. Tôi muốn cho các bạn những tin tốt lành. Các bạn thân mến, có một hệ thống rất đẹp đang ở ngay trước mặt các bạn. Vào lúc này, các bạn đang giải quyết những rắc rối của mình và các bạn chẳng hề nhận ra. Một vài người trong các bạn đã thắc mắc về nó bởi vì các bạn đã quen với lối suy nghĩ tư duy của nối tâm linh đơn chiều. Một vài các bạn sẽ nhìn vào người cộng sự của tôi và nói, tôi không thể làm những điều mà anh ta đang làm. Và vì vậy mà tôi chẳng thể nào mang cái gánh nặng của một linh hồn già giống như anh ta. Các bạn không hiểu. Các bạn chỉ là không hiểu mà thôi. Hôm nay hãy để các bạn có thể hiểu được. Không chỉ hiểu được mà còn chúc mừng những ai đang lắng nghe những điều này. Dễ lắm. Tất cả các bạn đều có những công việc khác nhau. Và cái động lực mà sẽ đưa bạn vào những vị trí, tất cả đều được tạo ra ở trong cái vòng tròn mà chúng tôi gọi là Akash, năng lượng Akash của các bạn. Cái năng lượng về người mà bạn đã từng là và những việc mà bạn đã từng làm đã tạo ra bạn là ai vào ngay bây giờ và cái mà bạn đang làm. Và cả việc bạn cảm nhận như thế nào về công việc của mình. Đó chính là tâm linh. Ngay cả trong thế giới ba chiều thì một người cũng có thể thích thú vào những tài năng của mình. Nhưng chúng tôi đang nói tới các linh hồn già và những mục đích tâm linh của việc mà bạn đang làm khi bạn có mặt ở đây.
Nếu như tôi sắp xếp con người vào từng hạng mục khác nhau, theo bất cứ cách nào, thì bởi vì cái cách suy nghĩ rất đơn chiều của các bạn, sự thiên lệch của các bạn, nó sẽ trở nên rất nguy hiểm. Các bạn rồi sẽ nghĩ rằng, ồ, tôi là cái này, tôi là cái kia, tôi sẽ đi tới nơi này, tôi sẽ không làm điều này. Tôi phải yêu cầu các bạn hãy thôi những suy nghĩ ấy và chỉ lắng nghe mà thôi. Tôi muốn nói với các bạn về những linh hồn già và công việc của họ. Làm sao để họ có thể kết hợp cùng nhau ở bên trong vòng tròn, cái vòng tròn đẹp đẽ, trong một vòng tròn màu vàng sáng, một vòng tròn của tình yêu và của sự sáng tạo. Và những linh hồn già và những light workers đã đến với hành tinh này với một giải pháp hoàn hảo, với số lượng hoàn hảo để tạo ra sự cân bằng hoàn hảo mà các bạn còn chưa hề biết tới hệ thống này nữa. Tôi muốn bắt đầu với người cộng sự của tôi và những người giống như anh ấy. Tôi sẽ sử dụng một cách gọi mà tôi chưa từng sử dụng trước đây. Đó là sự chồng chéo của bộ nhớ Akash. Các bạn hiểu gì về cái từ này, cái từ chồng chéo, rối rắm? Đó là một từ tương đối mới, đã được tạo ra bởi những nhà vật lý học của các bạn. Về cơ bản thì nó có nghĩa là những thực tại chồng chéo. Nếu như hai điều được chồng lên nhau ở bên trong vật lý, thì cả hai đều có cùng một thực tại, ngay cả khi chúng nó bị tách rời ra ở hai nơi khác nhau. Đó là một thuật ngữ thuộc về lượng thực tại chồng chéo, hoặc là thực tại được chia sẻ. Một người được coi là đang trải nghiệm sự chồng chéo khi thực tại của họ bị vướng mắc với những thực tại ở trong quá khứ trong bộ nhớ Akash. Họ cảm thấy rất khó phân định đâu là thực tại thật ở trên trái đất và đâu là thực tại thật của các thực tại thuộc về thế giới từ quá khứ hoặc là ở bên kia bức màn. Và thế là có một năng lượng thúc đẩy họ bây giờ. Ở trong vũ trụ, trong ngân hà, trong hệ mặt trời, có một từ được sử dụng trong chiêm tinh học, một cái từ ẩn dụ là Yod. Y-A-D, Yod. Chiêm tinh học dùng từ này để chỉ tới sự sắp xếp thẳng hàng của ba thứ rất độc đáo và đặc biệt mà không xảy ra thường xuyên. Nó tạo ra một năng lượng đối với những ai được sinh ra và được thúc đẩy bởi cái năng lượng này. Những cái đó sẽ bị thúc đẩy theo một cái cách rất kỳ lạ. Tất cả những gì mà họ sống, họ thở, tất cả những gì họ nghĩ rằng họ phải làm đều đến từ bộ nhớ Akash của họ. Năng lượng này không xảy ra khi bạn sinh ra. Nó xảy ra một cách chậm chạp khi bạn bắt đầu giác ngộ, khi các bạn nhận ra nó. Và điều này có nghĩa rằng khi các bạn hiện thực hóa nó, những thứ chưa được hiện thực sẽ bắt đầu tiến ra từ cái cõi không hiện hữu trở thành có hiện hữu. Nếu các bạn chọn lựa không chấp nhận một vài thứ này, chúng sẽ chẳng bao giờ xảy ra với bạn. Nhưng ngay khi bạn bắt đầu bước đi trên con đường của sự khám phá, chúng sẽ chộp lấy bạn theo một cách tốt nhé, và đẩy bạn rất mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi thứ mà bạn làm đều cùng là về một mục đích. Đó là trường hợp của những linh hồn già với bộ nhớ Akashic chồng chéo. Họ đã bị thúc đẩy để làm những công việc. Một số là những nhà dẫn kinh, một vài người là những tác giả, một vài người là nhà văn, một vài người là những diễn giả, và cuộc sống của họ thì không bình thường chút nào. Ngoài những giờ đi ngủ, thì tất cả thời gian những người này chỉ nghĩ về tại sao họ lại có mặt ở đây. Họ sẽ tạo động lực cho bản thân, và họ sẽ hiểu được những vấn đề sức khỏe mà họ đang mắc phải. Và cả ngày của họ đều có một mục tiêu nhất định, và cho tới khi mà họ rút hơi thở cuối cùng thì họ vẫn đang theo đuổi mục tiêu của mình, cho dù đó có là gì đi chăng nữa. Họ chỉ đi theo một đường thẳng, hoàn toàn tập trung, hoàn toàn tự có động lực và hoàn toàn tuyệt vời. Bởi vì họ sẽ thực hiện được rất nhiều thứ đấy. Có một cái xu hướng. Không phải là xu hướng, mà là một sự thiên lệch
Không, đó là một cách suy nghĩ. Sẽ có những người nhìn vào họ và nói rằng, ồ, tôi cũng nên làm như anh ta. Đây là điều mà chúng tôi muốn nói về. Đó là một trong năm thứ ở trong vòng tròn. Tất cả đều đang hỗ trợ lẫn nhau. Và những ai mà có Akash chồng chéo lên nhau để có thể giúp cho năng lượng mới này được thúc đẩy tiến về phía trước, nó phải được thực hiện. Người cộng sự của tôi biết về điều này và anh đã thấy bản thân mình được thay đổi vì anh ta đã nhận ra rằng anh ta sẽ không bao giờ có thể nghỉ hưu được. Bằng cách nào đó, đó sẽ là một sự phản bội đối với Akash của anh ta. Anh ta sẽ tiếp tục nỗ lực cho tới khi sinh mệnh của anh ta kết thúc. Và còn có những người cũng giống như anh ta ngoài kia. Đó là tất cả những điều mà họ muốn làm. Họ nhìn thấy được vẻ đẹp và sự huy hoàng ở bên kia bức màn. Và tất cả những gì họ muốn làm đó là cho thế giới thấy và nói về nó, viết về nó và trở thành nó. Đó là một trong năm loại mục tiêu, các bạn có thể gọi như vậy. Đó không phải là một sứ mệnh. Đừng sử dụng từ này. Sứ mệnh nghe có vẻ như đột nhiên bạn phải đi nghĩa vụ quân sự vậy. Không phải là từ này. Đó là một sự chồng chéo. Sự chồng chéo của bộ nhớ Akash và những gì tâm linh thiêng liêng. Và anh ta đã từng làm điều này trước đây rồi. Đó chính là sự chồng chéo của bộ nhớ Akash. Bây giờ thì anh ta đã cảm thấy thoải mái với nó. Và giờ đây đó là tất cả những gì anh ta muốn làm. Đó là số 1. Theo thần số học thì số 1 là gì? Đó là một sự khởi đầu mới. Đó là toàn bộ mục đích của những người bị thúc đẩy bởi sự chồng chéo Akash. Tất cả những gì họ làm, họ đều rất tập trung. Bất cứ nơi nào họ đi, đó chính là một sự khởi đầu mới. Họ chẳng kết thúc cái gì cả. Đối với họ chẳng có cái thứ gì được hoàn thành. Luôn luôn là cái mới. Đó là con số 1. Số 2 cũng giống như vậy. Akash của họ chồng chéo một phần. Họ không có cái động lực mạnh mẽ như vậy, nhưng họ vẫn cảm thấy như thể là họ có nó. Nhưng mà họ thoải mái hơn một chút với cái động lực này. Đi nghỉ hưu thì cũng được. Họ cảm thấy như họ có một mục đích ở trên hành tinh. Đó là những con người có số 2. Họ làm việc với nhị nguyên và họ làm việc với cơ thể con người. Họ là những người chữa lành. Họ là những người tìm ra những giải pháp sẽ giúp đỡ cho những người số 1. Bởi vì những người số 1 thường cố gắng làm việc quá mức và anh ta cần người số 2 để có thể sửa chữa cho hệ thống của họ. Họ là những người làm việc với hệ thống. Họ hiểu được chúng và họ sẽ tìm ra những giải pháp có thể giúp đỡ cho con người. Họ cũng là những người rất tập trung và họ có sự chồng chéo Akash một phần. Họ có thể nhớ ra rằng họ đã từng là những người chữa lành. Họ có thể nhớ ra những hệ thống mà họ đang làm việc và họ đã quen thuộc với chúng từ trước đây. Vì vậy nên họ rất chắc chắn, họ biết phải làm như thế nào. Họ viết về chúng và họ dạy dỗ về chúng. Đối với họ, những tầng lớp, những mệnh đề đều rất rõ ràng. Và tất cả đều là những mảnh ghép của câu đố, của cái tổng thể. Nhưng nói cho cụ thể thì họ sẽ giúp những người thuộc về số 1. Họ thuộc về cái nhóm hỗ trợ cho loài người và cho những người số 1. Bởi vì những người số 1 này sẽ thúc đẩy bản thân quá mức mà chẳng chịu ăn uống trừ khi nào có ai đó bảo họ phải ăn đi. Những người số 2 sẽ giúp lên một thực đơn phải ăn gì. Đó là một hệ thống hỗ trợ nhau rất là đẹp. Nó giống như là một cái đồng hồ Thụy Sĩ vậy. Khi một cái khớp trùng vào một cái khớp khác và tất cả chúng liên kết với nhau. Và tôi sẽ nói với các bạn, ngày trước cả khi tôi sẽ cho các bạn toàn bộ thông tin về những điều đang kết nối mọi thứ với nhau. Đó chính là sự đồng bộ. Khi tôi nói hết, ngày hôm nay, tôi sẽ cho các bạn 5 loại.
và con người có xu hướng sẽ hỏi cái câu rằng, thế thì tôi thuộc về loại nào? Và tôi sẽ nói với các bạn, liệu các bạn có thể cũng là vừa số 2 vừa số 3 cùng một lúc không? Tôi cũng đã nói với các bạn rằng có thể có một sự chồng chéo. Tôi đã nói với các bạn rằng có một vùng xám. Tôi đã nói với các bạn đó chính là lượng tử. Đừng cố gắng gò ép mình vào trong tất cả những điều này. Chỉ cần biết rằng chúng có tồn tại và chúng sẽ có ở trong bạn ở một mức độ nào đó. Nhưng hãy hiểu điều này. Một vài người trong số các bạn đã từng trải nghiệm sự đồng bộ khi bạn có mặt ở đây và lắng nghe bài này. Và các bạn hiểu được rằng bạn là một phần của cấu trúc cơ khí của chiếc đồng hồ tuyệt đẹp mà đang vận hành trong thời gian của các bạn. Từng phần sẽ mắc nối vào nhau và các bạn sẽ hỗ trợ cho nhau. Hãy cứ chờ đấy. Chúng tôi sẽ nói với các bạn về con số 3. Số 3 là con số của chất xúc tác. Nó di chuyển mọi thứ. Chỉ riêng sự tồn tại của con số 3 mà thôi đã là một chất xúc tác cho tất cả những gì tiếp xúc với nó. Chất xúc tác chính là cái thứ mà nó sẽ không biến đổi, nhưng tất cả những thứ tiếp xúc với nó thì đều sẽ bị thay đổi. Tôi nói với các bạn về những người này nhé. Họ chính là những người thiền định của hành tinh này và Akash của họ. Akash của họ rất là thoải mái bởi vì họ có thể chỉ ngồi và thiền định suốt ngày này qua tháng khác. Rồi họ sẽ ra khỏi thiền định một cách tươi mới. Họ chỉ ngồi ở một tư thế. Nhưng mà họ làm gì vậy? Để tôi nói với các bạn họ đang làm gì nhé. Họ đang làm đầm năng lượng của tất cả những người khác, bởi vì tâm thức của họ luôn luôn vững vàng, lặng yên và đẹp đẽ. Họ tạo ra một không gian mà tất cả những người khác đều sẽ cảm nhận được. Tôi muốn nói với các bạn về cái chiếc đồng hồ này, cái vòng tròn này. Khi con số 1 cảm thấy bối rối, con số 3 sẽ trở thành một phần của anh ta. Anh ta sẽ cảm nhận được những người số 3. Con số 1 không có cái phẩm chất của thiền định. Họ chỉ có thúc đẩy tiến tới. Còn số 3 sẽ tiến tới một tầm mức khác và họ sẽ tới mức độ lượng tử. Họ chia sẻ năng lượng của mình với số 1 và số 2. Họ có bình an, họ thư thái và họ cũng biết tất cả. Bởi vì những người số 3 thì có mặt ở trái đất để làm chính công việc của họ. Những người số 3, họ đã sống từ kiếp này sang kiếp khác. Họ là những nhà tu hành ở khắp nơi trên hành tinh. Họ chỉ ngồi và hiện hữu ở đó. Có một sức mạnh to lớn tồn tại ở đó. Và là một light worker, bạn có bao giờ... Này, người cộng sự của tôi, anh hãy lắng nghe này. Bạn có bao giờ nhìn vào những người số 3 và hỏi, làm cách nào mà họ làm được điều đó không? Và câu hỏi này không phải là dành cho tôi đâu. Những người ấy, họ chỉ ngồi đó mà thôi. Và bây giờ, bạn biết, họ chỉ ngồi ở đó và họ làm ổn định năng lượng của hành tinh. Họ đã làm ổn định cho tất cả những con số khác bởi vì họ có thể hấp thu chúng. Tôi đã không nói với các bạn rằng chính họ là những người làm ổn định hành tinh đúng không? Sắp tới rồi. Họ là những người thiền định. Họ tạo ra một sự chấp nhận bình an và họ là những chất xúc tác. Bất cứ điều gì đến với họ thì đều bình an hơn chính là bởi vì điều này. Có một vài người trong họ đang có mặt ở đây. Bạn có thể nhanh chóng nhận ra được họ thôi. Số 1 và số 2 vô cùng cần con số 3. Nhưng con số 3 cũng rất cần số 1 và số 2. Đó là bởi vì việc chỉ ngồi ở đó sẽ không giúp cho họ đạt được, hoàn thành những điều mà con số 1 có thể làm. Bạn đã bắt đầu hiểu được cái vòng tròn này chưa? Nó có ý nghĩa với bạn chưa? Rằng có một hệ thống mà những linh hồn già đều đang làm những việc khác nhau cho hành tinh này. Không phải tất cả đều cùng mặc một bộ trang phục, cùng một giới tính, hay theo cùng một học thuyết, hoặc một niềm tin. Không phải tất cả đều đang cúi lại theo một hướng nhất định hoặc làm một điều tương tự hay hát cùng một bài ca. Tất cả đều đang làm những công việc hoàn toàn khác nhau, duy nhất
và khác biệt, nhưng tất cả đều đang làm việc nhịp nhàng với nhau như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đẳng cấp. Giờ còn số 4. Bạn nghĩ con số 4 là gì? Nếu như bạn đã biết về thần số học, thì bạn biết rằng con số 4 là con số của Gaia. Các bạn đã bao giờ nghe tôi nói với các bạn rằng Gaia có liên hệ tới tâm thức con người? Tất cả những gì mà xảy ra với các hành tinh mà bạn gọi là địa cầu thì đều có liên hệ tới bạn một cách sâu sắc. Nếu các bạn hỏi những tổ tiên, những người cổ xưa, thì cái điều đầu tiên mà họ biết thì phải là về Gaia. Đã chẳng hề có bất cứ công nghệ nào, Gaia đã cho họ thức ăn theo những cách khác nhau, mà thời tiết và tất cả những thứ khác đã là những điều quan trọng nhất mà họ có. Họ chỉ có Gaia mà thôi. Các bạn đã đánh mất điều đó. Cái mối liên hệ không còn quan trọng như vậy, nhưng nó thật sự quan trọng đấy. Hãy để tôi nói với các bạn về con số 4. Một vài người con số 4 còn không biết rằng họ là Lightworkers. Họ chỉ biết rằng họ kết nối với mặt đất. Nhưng đó là một kết nối đầy đam mê. Khi một người trong họ đang ôm cái cây, bạn không thể nào lôi họ ra được. Họ cần được là một phần của Gaia mọi lúc. Và câu hỏi là, Kryon, ông cho chúng tôi thông tin về những cái thành phần này. Liệu rằng một người trong đúng một kiếp sống của họ có thể chuyển đổi từ một thành phần trở thành một thành phần khác hay không? Con người, các bạn tại sao lại phải làm điều này? Tất nhiên rồi, bạn có thể làm bất cứ điều gì các bạn muốn. Bây giờ tôi muốn các bạn hãy nghĩ về điều này. Liệu rằng một con số 3 có thể trở thành con số 4 và có thể một con số 5 trở thành con số 1 hay không? Cái hệ thống này đi theo vòng tròn, tất nhiên là bạn có thể. Có những cách để cho bạn có thể nhận lấy những năng lượng, để cho bạn có thể học hỏi và di chuyển xung quanh. Đó chính là sự năng động của cái vòng tròn. Đó là lối tư duy của các bạn. Ngay khi tôi vừa mới đưa ra một cái định nghĩa, thì bạn sẽ đặt bạn vào cái định nghĩa ấy và bạn dính cứng ngắc ở đấy luôn. Nó không phải là như vậy đâu. Không phải là bạn nhảy vào trong một cái thùng, sau đó đóng toàn bộ cánh cửa lại. Bạn là một phần của vòng tròn. Bạn di chuyển cùng với vòng tròn ấy. Các bạn có biết rằng con số 4 cũng là những người nói chuyện với động vật không? Là những người yêu động vật. Một người có thể theo nghĩa đen nói chuyện với tâm thức của động vật và hiểu được chúng. Một người có thể nói chuyện với các cây cối và có thể cảm nhận được cây cối đang muốn nói gì đó. Họ yêu hành tinh. Đó là con số 4. Bây giờ, nếu bạn là con số 3, bạn ngồi và quan sát vùng bụng của mình suốt 3 ngày. Bạn không thể nào thực sự hiểu được một người làm vườn cả. Họ thức dậy rất sớm vào mỗi sáng và ra vườn trồng cây. Họ yêu việc ấy, họ chỉ yêu việc ấy mà thôi. Nhưng khi các bạn ở trong một vòng tròn và các bạn làm việc cùng với nhau, các bạn có thể hòa hợp với nhau, thậm chí các bạn còn chồng chéo lên nhau một chút. Và đó là khi mà tất cả đều đang giúp đỡ lẫn nhau. Các bạn đều có một phần của chuyên môn. Các bạn có nghe được điều đó không? Tất cả đều là một phần của một hệ thống to lớn vĩ đại. Một người nói chuyện với động vật thì đang nói chuyện với số 1, số 3, số 2. Và có thể số 3 không nghe thấy hoặc biết được, hay số 1, số 2 cũng không biết. Nhưng tất cả đều đang xảy ra bởi vì nó cần tâm thức của con người. Việc tâm thức của con người đều liên kết với nhau trong lượng tử và không hề tách rời. Bạn cứ nghĩ rằng chỉ có một linh hồn đang làm một thứ hay sao? Ngày hôm nay, người cộng sự của tôi đã cho các bạn một ví dụ về sự hợp dòng của tâm thức. Đó chính là thứ mà làm cho tất cả mọi thứ di chuyển, không phải là số 1, số 2 hay số 3. Nó là một sự hợp dòng, một sự trộn lẫn cùng nhau. Nếu tôi nói với các bạn, có một vòng tròn của những Lightworkers và họ làm việc và giúp đỡ lẫn nhau bởi vì tâm thức của họ trộn lẫn vào nhau. Nhưng từng người trong họ đều có một chuyên môn. Đó chính là bạn. Nhưng khi bạn kết hợp lại với nhau,
thì bạn bắt đầu sáng tạo ra mọi thứ. Và hệ thống lượng tử là như vậy đấy. Nó bao gồm rất nhiều phần, trộn lẫn lại với những phần khác, mà một vài người trong các bạn cũng không biết rằng các bạn đang trộn lẫn với nó. Nó chỉ là như vậy thôi. Bạn sẽ có được sự giúp đỡ từ những người đang ngồi thiền, cho dù bạn không phải là một người thiền định. Họ trở thành một phần của bạn. Cái tổng thể thì luôn luôn mạnh mẽ hơn từng phần một. Đó là con số 4. Ồ, có rất nhiều người con số 4 đấy. Con số 4 réo gọi bạn. Một vài người thậm chí chưa bao giờ biết về tình yêu đối với hành tinh. Họ cũng chẳng gọi mình là những linh hồn già. Họ chỉ là một người làm việc với mặt đất. Họ không hề biết tới Akash của bản thân họ. Họ chỉ biết rằng vì một lý do nào đó, tất cả những gì họ muốn làm đều là liên quan tới tự nhiên, tới động vật. Họ chỉ muốn làm việc như vậy thôi. Họ chẳng bao giờ nhận ra rằng họ cũng có được sự liên kết với số 3, số 2 và những người làm việc với hệ thống. Và những người làm việc với hệ thống thì cũng đang ôm cây đấy thôi. Và Gaia đều được cảm nhận ở tất cả các thành phần chính bởi con số 4. Và con số 4 sẽ cảm nhận được sự bình an chính nhờ con số 3. Bởi vì cái người đang làm việc là ngồi đó hàng giờ đồng hồ vẫn đang tiếp tục thiền định và cảm nhận sự bình an cho toàn bộ những con số còn lại. Còn số 1, cái kẻ mà đang xông pha và cứ tiến tới thúc đẩy nỗ lực hơn nữa để thay đổi hành tinh vì tất cả những con số còn lại. Các bạn đều rất tươi đẹp. Còn số 5, con số cuối cùng trong bài này, sự thay đổi. Ai là những kẻ thay đổi lớn nhất của hành tinh này? Nó phải là con số 1, phải không? Không phải đâu. Còn số 1, anh ta hay cô ta chỉ đang làm công việc của mình một cách rất tập trung, rất có mục tiêu, nhưng sẽ mất hàng năm trời để có thể thay đổi khác biệt và có thể chỉ thay đổi được một vài người nhất định. Không không, không, nó chính là con số 5. Con số 5 tạo ra sự thay đổi lớn nhất. Con số 5 có nhiều linh hồn già hơn là những con số khác. Tôi sẽ gọi họ là những cái mỏ neo. Họ neo con số 1, 2, 3 và 4. Cái những kẻ ôm cây sẽ giúp đỡ gì cho đời? Nếu cứ ôm cây cả đời cơ chứ, rồi bạn nói chuyện với ai? Bạn sẽ giúp đỡ ai đây? Và câu trả lời là tất cả mọi người. Chính bởi mối liên kết của bạn với hành tinh, bạn có thấy được nó làm việc ra sao hay không? Còn số 5 sẽ neo con số 4 lại, đặc biệt là con số 3. Những người cứ bay bổng nếu như không có một cái mỏ neo. Và cho những người số 1, họ còn không chịu dừng lại để mà ngửi một bông hoa hồng nữa. Còn số 5, đó là những linh hồn già mà sống cả đời, chẳng viết một quyển sách nào, cũng chẳng xuất hiện trên sân khấu, cũng không làm gì quan trọng cả. Tất cả đều nằm ở trong ngoặc kép nhé. Đó là theo sự nhìn nhận của các bạn. Khi các bạn không hiểu được rằng họ đang bước đi như những bậc thầy. Họ bước đi trên hành tinh và lan tỏa những hành động đầy từ bi. Từ bi chính là cái từ khóa ở đây. Chúng tôi đã sử dụng đi sử dụng lại. Đó chính là cái điều mà hành tinh này cần phải thay đổi bằng hành động. Và sẽ có những người quan sát thấy hành động của bạn và làm cho hành tinh này di chuyển. Mỗi ngày bạn đều đi làm, bạn có bạn bè, có gia đình, bạn sẽ cư xử với họ như thế nào? Bạn có đối xử với họ bằng lòng từ bi hay không? Bạn có nhìn thấy Thượng Đế ở bên trong họ hay không? Và đó chính là cái mỏ neo. Nó góp nhiều công sức hơn cho hành tinh này hơn tất cả từ số 1 tới số 4 cộng lại. Cái mỏ neo chính là lòng từ bi mà hành tinh này cần để cho tất cả những thứ khác có thể hoạt động được. Tất cả các bạn đều cần lòng từ bi và tất cả các bạn đều đang mang theo lòng từ bi ấy. Bạn là ai? Có thể bạn chính là một sự kết hợp của một vài con số. Nó ổn thôi, bởi vì nó không hề chỉ là đơn chiều. Tôi đã đặt ra thành 5 mục như vậy, và bây giờ tôi sẽ xóa bỏ bức tường giữa các mục và bắt đầu trộn lẫn chúng từ 1 đến 5 lại chung với nhau trong một cái máy xay. Đó chính là lượng tử. Bạn không thực sự hiểu được điều này, nhưng bây giờ các bạn đã biết
rằng có một hệ thống. Đó là lý do vì sao mà có rất nhiều những sở thích khác nhau. Bạn có thể hỏi rằng, thế tôi là con số nào và tôi đang làm gì? Nhưng bạn lại không biết được rằng bạn đang làm tất cả mọi thứ đấy. Bạn đang hỗ trợ tất cả những người khác. Số 5, tôi muốn các bạn hãy lắng nghe điều này. Các bạn chỉ cần bước đi trên hành tinh này bằng sự từ bi là đã đủ. Nó vô cùng quan trọng. Nếu như không có lòng từ bi, thì số 1 tới số 4 sẽ không đạt được bất cứ điều gì. Còn số 1 có thể cố gắng truyền đi thông điệp tới một hành tinh không hề có lòng từ bi và nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Còn số 2 có thể có những hệ thống và có thể chữa lành, nhưng với một hành tinh không có lòng từ bi thì chẳng ai thèm lắng nghe. Còn số 3 có thể ngồi ở đó và tụng ôm hàng năm trời, nhưng cũng sẽ không giúp đỡ gì được cả một hành tinh không có lòng từ bi. Còn số 4, họ có thể ôm bao nhiêu cái cây họ thích và kết nối với Gaia, nhưng nếu như không có một tâm thức của từ bi trên hành tinh, không có thứ gì có thể được thay đổi cả. Còn số 5, có vẻ như tôi đang nói rằng các bạn là quan trọng nhất. Không phải vậy đâu, các bạn chỉ là quan trọng mà thôi. Khi các bạn rời khỏi nơi này, hãy ngẫm nghĩ điều này. Mỗi một hành động của lòng tử tế và từ bi nằm ngoài bản chất của con người, cái bản chất mà các bạn đã nghiên cứu và bảo rằng nó là đúng cho nhân loại, cái mà bạn đã học ở trong tâm lý học. Tất cả mọi thứ bạn làm mà bao gồm lòng từ bi đều sẽ thay đổi tất cả mọi người ở xung quanh bạn. Bạn có chú ý thấy điều đó không? Người ta sẽ chú ý đến bạn, bởi vì đó không phải là một hành động thường thấy. Các bạn có xem chương trình truyền hình gần đây không? Những người đang quảng bá cho năng lượng cũ, họ nghĩ rằng bạn muốn xem những chương trình ấy. Hãy thử bật TV lên và xem các gia đình cãi lộn với nhau, cứ như là gia đình bạn đã không đủ rắc rối vậy. Thế còn về một chương trình mà người ta xem những hành động tử tế đang xảy ra thì sao? Hãy cùng xem người ta tử tế với nhau và chiến thắng xảy ra, rồi những giọt nước mắt hạnh phúc và từ ái bởi vì con người yêu thương nhau và họ làm những điều mà người khác không ngờ là họ làm ra. Và kết quả thì đầy lòng từ bi và nhân hậu. Cái loại chương trình đó sẽ hiệu quả chứ? Một ngày nào đó. Nếu như bạn xem cái chương trình marketing trên truyền hình hiện nay thì bạn nhìn thấy được cái năng lượng cũ, nó vẫn có mặt ở đó. Đó là lý do vì sao mà các bạn sẽ nổi bật. Khi bạn là một người giàu lòng từ bi, bạn sẽ làm những điều mà người ta đã không trông đợi. Bạn đang đứng ở trong hàng, bạn thấy một người lạ cần phải làm một việc gì bởi vì họ có một lịch trình. Thế là bạn bước ra và bạn nói, này, bạn lên đây đi. Và người ta sẽ nhìn vào bạn. Ồ, thì không mất trời. Đó chỉ là một hành động rất nhỏ. Nhưng bạn đang nhìn ra xung quanh, bạn xem người khác cần gì. Và bạn so sánh với nhu cầu của chính bản thân mình, rồi bạn tìm cách để có thể cho được kết quả tốt nhất để làm sao cho họ cũng được đồng bộ. Đó chính là bậc thầy, đó chính là sự thành thạo. Số 5. Các bạn thân mến, đây chính là cách mà con người hoạt động. Một hệ thống mà những linh hồn già và những light workers sẽ đến cùng nhau. Và họ đều có một vai trò rõ ràng, có thể là hai chứ không phải chỉ là một vai trò trong sự hợp dòng của năng lượng và giúp cho câu đố này. Một vòng tròn ánh vàng tuyệt đẹp. Các bạn không phải chỉ cùng mặc một trang phục, các bạn không xoay sang cùng một hướng, các bạn không nói cùng một ngôn ngữ, các bạn thậm chí còn không biết đến nhau. Và đây chính là điều sẽ thay đổi hành tinh. Đây chỉ là một sự khởi đầu, còn nữa. Nhưng mệnh đề đã rất rõ ràng rằng tất cả mọi người đều có một vai trò tùy thuộc vào việc họ là ai và họ đã sống bao nhiêu lâu rồi. Và ở bên trong họ cảm nhận rằng họ cần phải làm điều gì. Điều này sẽ giải thích được tại sao một vài người trong các bạn có một cảm giác như được gọi đi theo một phương hướng, còn những người khác thì vẫn còn đang làm cho mình bầm dập ở trong tâm lý. Bởi vì các bạn đã không còn sử dụng cùng một thước đo với suy nghĩ của người hàng xóm của mình về điều gì là quan trọng nữa. Đó chính là điều mà tôi muốn các bạn hãy thay đổi ngay bây giờ. Bởi vì Thượng Đế nhìn thấy các bạn vào mọi lúc các bạn đang giải câu đố.
Hãy rời nơi này với một tâm thế khác biệt khi bạn đến đây, với một tri thức sẽ mang cho các bạn một sự thay đổi, một thái độ có thể đang xảy ra với các bạn vào ngay lúc này. Và đó là đủ cho ngày hôm nay. Tôi là Kryon. Tôi yêu mến nhân loại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình có một số thông báo về tiến trình dịch sách. Bộ Đối thoại với Thượng Đế đã có được 8 trên 9 quyển và quyển thứ 9 sẽ hoàn thành vào tháng 11 năm 2021. Ngoài ra, mình cũng sẽ dịch thêm quyển Sổ tay hướng dẫn dành cho Lightworkers, dẫn kinh của Kryon, và quyển 365 ngày thiết lập hòa bình nội tâm. Đây là phần thực hành được trích từ quyển sách A Course in Miracles, một khóa học của sự kỳ diệu được dẫn kinh từ Jesus Christ. Cảm ơn các bạn. Bạn có thể ấn nút like, subscribe và ấn nút chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất về video của channel. Bạn cũng có thể donate cho channel với thông tin tài khoản ở phía dưới. Video tiếp theo của Kryon sẽ là vào ngày 31 tháng 10, ngày Halloween. Chủ đề của video sẽ rất hợp với ngày hôm đó. Mình dịch video mà ớn lạnh hết cả người, tối không ngủ được, tại vì mình nhát lắm. Chúc các bạn một ngày bình an nha.